ba lý do khiến cuộc sống của bạn thụt lùi. Thứ nhất đó là không chủ động học hỏi. Nếu như cuộc sống của bạn mỗi ngày ngoài những việc các bạn vẫn làm như đi làm, đi học, những cái thứ mà cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, còn rảnh thì bạn cứ sẽ giải trí bằng chơi game, đi chơi, ăn uống nhậu nhẹt, lướt mạng xã hội vân vân. Ngoài ra các bạn không dành thời gian để mà học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu những kiến thức mới thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào phát triển được mà giảm chân tại chỗ, tức là thụt lùi rồi đó. Vì vậy với cái lý do này, bạn hãy dành cho mình những cái khoảng thời gian cố định nào đó trong ngày, ví dụ là sáng sớm hay là tối trước khi đi ngủ, hãy dành ra tầm 30 phút, 1 tiếng để đọc sách, để học ngoại ngữ, để tìm hiểu một cái điều gì đó mới mà bạn đang cảm thấy hứng thú với nó. Thứ hai đó là bạn không có những mối quan hệ chất lượng. Có thể xung quanh các bạn đang là những mối quan hệ rất là vô thưởng vô phạt, thích thì có thể đi cà phê với nhau, đi nhậu với nhau, ăn uống, tán gẫu, nói chuyện phím vân vân. Hoặc là những người có tư duy ngang hoặc là thấp hơn bạn khiến cho bạn sẽ không cảm thấy là bạn có những kiến thức mới khi bạn giao tiếp với họ. Tức là các mối quan hệ xung quanh của bạn đang không thực sự chất lượng. Thì việc các bạn làm không phải là đi tìm kiếm những cái mối quan hệ chất lượng hơn. Nếu như bản thân bạn chưa đủ chất lượng, điều quan trọng là bạn hãy trau dồi cho bản thân mình đủ tư duy, đủ kiến thức, đủ trở thành một người chất lượng để những người chất lượng khác, những người có tư duy khác, những người giỏi hơn họ muốn làm bạn với bạn. Thì từ đó bạn mới củng cố được cái chất lượng trong các mối quan hệ của mình. Và khi xung quanh bạn chỉ là những người giỏi hơn bạn, những người tài năng hơn bạn thì bạn sẽ học được từ họ rất nhiều. Nhưng với những người giỏi và những người tài năng muốn làm bạn với họ, bạn cũng phải giỏi. Thứ ba đó là bạn không quản lý được thời gian của mình một cách hiệu quả. Vì ví dụ cũng một khoảng thời gian trong ngày hay là một khoảng thời gian làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng mà bạn của bạn hay là đồng nghiệp của bạn lại làm việc hiệu quả hơn bạn, là tại vì bạn đã không sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Bạn có thể dễ bị lo ra, thiếu tập trung, cứ lo làm những việc cá nhân thay vì tập trung vào công việc. Thì làm sao mà cái chất lượng của cái ngày làm việc của bạn tốt được? Mà chất lượng của 8 tiếng làm việc đã không tốt thì làm sao mà cuộc sống của bạn tốt hơn được, đúng không? Với cái lý do này thì chúng ta có thể khắc phục bằng việc các bạn hãy lên cái list to do, lên những cái gì các bạn phải làm, lập kế hoạch, lập mục tiêu, và mỗi ngày bạn sẽ chinh phục và thực hiện cái mục tiêu kế hoạch đó của mình như thế nào. Khi bạn có một cái lộ trình rõ ràng và cụ thể thì chắc chắn cái việc bạn sử dụng thời gian của mỗi ngày sẽ hiệu quả và tốt hơn rất là nhiều. Còn bạn có những lý do nào khiến cuộc sống của bạn thụt lùi nữa không? Comment cho Mèo biết ở phần bên dưới nha. So come down,